Bây giờ thì mình đã vào đến cảng anh chị. Bắt đầu là mình sẽ rước kiệu vào tới bên trong Lăng Ông nha. Bắt đầu chuẩn bị mình sẽ múa rồng, múa lân rồi nhạc lễ. Ở sau thì có bên ban khách tiếp thì họ sẽ rước kiệu vào. Bây giờ đã vô tới cảng rồi đây. Những cái tàu lớn á, bây giờ chở khách người ta ra đón lễ Nghinh Ông á, thì bây giờ người ta cũng sẽ rút về rồi. Rất là nhiều người dân người ta cũng đang chờ đón kiệu vào anh chị. Bây giờ thì mình sẽ rước kiệu về Lăng Ông anh chị. Đội lân với múa rồng thì mình sẽ đi trước. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Bên đây là sân khấu mình sẽ diễn ra hát bội vào tối nay và nguyên ngày mai anh chị. Người ta làm ở sân khấu cũng rất là hoành tráng ha. Hát bội thế phụng, thể phụng. Ta làm sân khấu hát bội rất là đẹp anh chị. Bây giờ thì lễ nghinh ông cũng đã hoàn thành rồi ha. Bây giờ cúng kiến cũng xong hết rồi. Hai vợ chồng cũng tham gia lễ hội nghinh ông Nam Hải ở xã Bình Thắng của huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, nguyên ngày hôm qua tới hôm nay luôn anh chị. Thấy thì không khí đồ cũng rất là vui anh chị. Lâu lâu có lễ hội thấy bà con đồ cũng tập trung vui chơi đồ cũng rất là vui ha. Thì thường niên là mình sẽ tổ chức vào cái ngày là 15 tháng 6 âm lịch và đến ngày 17 tháng 6 âm lịch anh chị ha. Thì ngày chính là ngày 16, sáng 16 ngày hôm nay là bắt đầu là mình có đi ra biển, mình đi rước, đi làm lễ nghinh ông ở ngoài biển rồi đó. Thì thấy ghe tàu đồ rất là đông vui, rất là hào hứng anh chị. Thì có dịp anh chị mình cũng năm sau có thể là mình sẽ đến cùng vui chơi ha, cùng mình cũng tham gia lễ hội nghinh ông cho một lần cho biết anh chị. Hôm nay thì hai vợ chồng đây là lần đầu tiên cũng đi tham gia lễ hội nghinh ông, thấy rất là vui anh chị. Thì nếu mà năm sau nếu mà có chương trình làm lại thì có thể là hai vợ chồng cũng sắp xếp thời gian đi xuống đây để mình cũng tham gia cho nó vui, với cũng chia sẻ tí hình ảnh cho anh chị mình cùng xem ha. Thôi thì hai vợ chồng em giờ chắc sẽ về lại Bến Tre thôi. Video của tụi em giờ mình sẽ tạm dừng tại đây ha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Dạ rồi, thôi xin chào ạ.